huấn luyện viên Thomas Tuchel gặp sự cố hy hữu. Messi sút phạt theo kiểu cù là trời. Chôn Dybala. Mbappe trước khi đi thì vẫn hết mình. Mbappe đang trong khoảng thời gian cuối cùng trước khi nói lời chia tay với Paris Saint-Germain, và như để cho đội bóng đại diện nước Pháp phải tiếc hùi gùi khi bỏ lỡ một chân sút tài năng. Vào rạng sáng nay, Mbappe đã tỏa sáng để đem về chiến thắng 2-1 cho Paris Saint-Germain trước Real Sociedad, qua đó giúp đội bóng này hiên ngang bước vào tứ kết Champions League. Mbappe trở thành cầu thủ đầu tiên ở năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu in dấu giày trong 40 bàn thắng trên mọi đấu trường mùa này. Không những thế, trong trận đấu với Real Sociedad, có thời điểm Mbappe còn chạy 100m chỉ mất 10,9 giây, kém thành tích của kỷ lục gia người được mệnh danh là tia chớp Usain Bolt hơn 1 giây. Chắc là Mbappe cũng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng rồi. Chỉ cần hợp đồng với Paris Saint-Germain hết hạn vào tháng 6 là sẽ chạy thật nhanh để thoát khỏi đội bóng nước Pháp và sang Real Madrid luôn. Chẳng phải suy nghĩ gì nữa. Trước trận đấu rạng sáng nay, huấn luyện viên Luis Enrique có nói rằng Paris Saint-Germain đã sẵn sàng cho cuộc sống không Mbappe. Thế nhưng, với tình hình này thì Paris Saint-Germain dường như chưa chuẩn bị kỹ rồi. Khéo Mbappe đi, đội bóng lại sống dở chết dở đấy huấn luyện viên Enrique ạ. Huấn luyện viên Thomas Tuchel gặp sự cố hy hữu. Huấn luyện viên Thomas Tuchel ngồi trên băng ghế huấn luyện trong suốt gần 90 phút trong trận đấu giữa Bayern Munich và Lazio. Nhiều người không biết chuyện thì sẽ nói rằng ông chú 50 tuổi này sắp nghỉ rồi có khác, buông xuôi ghê, còn không thèm đứng lên chỉ đạo các cầu thủ cơ mà. Nhưng câu chuyện thì đã được chính huấn luyện viên Tuchel chia sẻ trong buổi họp báo sau đó. Chuyện là trong khi đang phát biểu, truyền động lực cho các cầu thủ ở trong phòng thay đồ trước trận đấu, có lẽ vì hưng phấn quá mà cua tay múa chân, ông đã đá vào một chiếc hộp của đội ngũ trợ lý. Hộp thì chẳng xi nhê gì, nhưng ngón chân cái của ông Tuchel lại bị gãy. Có lẽ vì quá thương ông thầy đầu hai thứ tóc liên tục bị vật sùi đèo bám, các cầu thủ của Bayern Munich đã thi đấu thăng hoa, coi như dành tặng một món quà an ủi cho huấn luyện viên Tuchel. Cú đúp của Harry Kane và pha lập công của Thomas Müller đã giúp Bayern giành chiến thắng 3-0 trước Lazio, qua đó vượt qua đại diện của Italia với tổng tỷ số là 3-1 và bước tiếp vào tứ kết Champions League. Chôn Dybala. Tiền đạo Dybala đang có được phong độ rất cao trong thời gian gần đây khi liên tiếp ghi bàn, đặc biệt là cú hat-trick ở trận đấu với Torino. Ngay sau trận đấu này, Dybala ôm luôn trái bóng để làm kỷ niệm. Cầu thủ này còn tiện tay chiêu đồng đội Sada Asmoun. Với tiền đạo Asmoun, anh vốn là người hướng nội nhưng thường xuyên hướng lên mạng. Tiền đạo này về nhà, bật wifi và gửi lời nhắn tới Paulo Dybala. Đừng lo Paulo ơi, em sẽ không lấy trái bóng của anh đâu, bởi vì em biết rằng đây có thể là lần đầu hoặc lần thứ hai anh ghi hat-trick. Nhưng em thì làm thường xuyên, anh đừng lo. Chôn Dybala, chôn Roma. May mà hôm qua mạng xã hội chỉ mất trong một thời gian ngắn, chứ nếu không có mạng thì lấy đâu ra địa bàn để anh em Roma chôn nhau. Cổ động viên Arsenal trời ác. Máy dập Arsenal tiếp tục hoạt động hết công suất khi ở trận đấu gần nhất tại ngoại hạng Anh, thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta đã vùi dập Sheffield United tới 6 bàn không gỡ. Dưới sân thì các cầu thủ thị uy sức mạnh, còn trên khán đài các fan Arsenal cũng được nước làm tới. Câu chuyện bắt đầu khi một số cổ động viên Sheffield bỏ về vì đội nhà nhận tới 3 bàn thua chỉ sau 15 phút đầu trận. Các fan pháo thủ chẳng có lấy lời nào an ủi hay im lặng cho qua, mà ngược lại còn hắt hò chế giễu. Khán đài sẽ trống rỗng ở mọi nơi mà chúng tôi đến là câu hát mà các fan Arsenal đã dùng để sát muối vào vết thương của các cổ động viên đội chủ nhà. Nhiều người thì nghĩ hành động của các cổ động viên pháo thủ là quá đáng, nhưng điều đó thì có quan trọng gì đâu khi đội bóng của họ đang trình diễn thứ bóng đá đẹp mắt. Thầy trò huấn luyện viên Arteta đang cạnh tranh sòng phẳng với Liverpool và Manchester City trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Các fan pháo thủ chắc sẽ lại đóng vai ác nữa cho mà xem. Messi sút phạt theo kiểu cù là trời. Chủ nhật vừa rồi, Inter Miami đã vùi dập Orlando City 5-0 tại trận đấu được xem như siêu kinh điển của giải nhà nghề Mỹ MLS. Đó là trận đấu mà cặp bài trung Messi và Suarez đã song kiếm hợp ích và mỗi người có cho riêng mình một cú đúp. Trận đấu đã qua nhưng dư âm thì vẫn còn, đặc biệt là sau khi đoạn clip này bất ngờ viral với tốc độ nóng lạnh trên các nền tảng mạng xã hội. Chuyện là trong trận đấu với Orlando City, Inter Miami được hưởng quả đá phạt trực tiếp ở phút 90+1. Messi là người đá phạt,
nhưng siêu sao người Argentina lại sút bóng theo kiểu u là trời. Bóng không bay vào khung thành mà găm thẳng lên khán đài, trúng vào vị trí của cô bé 3 tuổi đang ngậm tì giả. Dù có hơi hoảng loạn, nhưng may mắn cả gia đình cô bé là fan cứng của Messi và Inter Miami nên mọi người ai nấy cũng đều hoan hỉ. Nghe đồn Messi và vợ rất thích con gái, không biết là có niềm gì chăng? Xabi Alonso trúng mùa. Xét về danh tiếng, Bayer Leverkusen làm sao sánh được với những mặt hàng xa xỉ như Manchester City, Liverpool hay Real Madrid. Tuy nhiên, nếu chỉ tính về thành tích thi đấu thì Leverkusen xứng đáng 10 điểm không có nhưng. Ở mùa giải này, đội chủ sân Bayer Arena chưa vết thua là gì khi đang sở hữu thành tích 34 trận bất bại tính trên mọi đấu trường. Thầy trò huấn luyện viên Xabi Alonso đang dẫn đầu Bundesliga và đang hướng tới mục tiêu vô địch để xóa bỏ cái tên bị nhiều người gọi đều là Leverkusen. Đội bóng chơi hay cần phải có ông thầy mát tay, và Xabi Alonso đang sống trong những ngày tháng nở mày nở mặt nhất sự nghiệp. Có thể nói Xabi Alonso đang được mùa mà cũng được giá. Hai ông lớn là Liverpool và Bayern Munich công khai chỉ đạo để ký hợp đồng với huấn luyện viên 42 tuổi này. Một vài nguồn tin cho biết Xabi Alonso muốn cầm quyền tại Bayern Munich. Lý do là vì nếu chọn Liverpool, Xabi Alonso sợ đối mặt với sự thật, đó là thua nhiều hơn thắng. Hy vọng rằng những thông tin cập nhật và đầy thú vị vừa rồi đã giúp cho các bạn có thể nắm bắt được những chuyển động đáng chú ý nhất của bóng đá thế giới trong vòng 24 giờ qua. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ ekip. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả và chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại để mang đến những tin tức hấp dẫn ở những chương trình tiếp theo.